quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 245, chương 1780, con rể tương lai tới cửa, phần 2. Nhất Cốc đại sư mỉm cười: "Ta hiểu, đứa trẻ tốt, người không nên hiểu lầm." Nhất Cốc đại sư giọng nói hòa ái: "Ta tự nhiên tán thành ngươi, đối đãi người với Lãnh Ngọc giống nhau. Các người đều là hài tử của ta, ở chỗ này không phải gò bó cầu nệ cái gì cả." Diệp Thiếu Dương gật đầu, rất cảm động trong lòng. Nhất Cốc đại sư dựa vào salon thở dài: "Năm đó trước giải phóng, Hoa Hạ có một nhóm người lớn bị đưa đi Hồng Kông, Đông Nam Á, trong đó bao gồm cả pháp thuật giới tình anh, có thể nói là đi mất phần nửa. Sau đó đại lục trải qua mấy năm cách mạng văn hóa, rất nhiều truyền thống bị vứt bỏ. Ngược lại, Đông Nam Á vẫn coi trọng truyền thống, truyền thừa vẫn còn. Cho đến ngày nay, có thể là thực lực pháp thuật giới của Đông Nam Á cũng không yếu so với đại lục." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Dạ, sư phụ của con cũng nói như vậy." Nhất Cốc đại sư mỉm cười: "Ta biết người là đạo môn kỳ tài, bất quá người không nên coi thường pháp thuật giới Đông Nam Á. Bản thân Nhất Cốc ta năm đó tung hoành Đông Nam Á cũng có chút thủ đoạn. Nếu như trẻ lại 20 tuổi, ta sẽ cùng ngươi tranh cao thấp một phen." Nguyên lai vòng vo nhiều như vậy thì ra là để ra oai. Thế nhưng cái này Diệp Thiếu Dương cũng có thể hiểu. Hầu hết lão nhân khi có thời tuổi trẻ ngơ bức đều như vậy. Nhất là sau này khi chứng kiến thanh niên quấn tuấn kiệt, không khỏi muốn ra oai một chút để cho mình không bị xem nhẹ. Diệp Thiếu Dương lúc này rất nghiêm túc nói: Sư phụ của con bây giờ cũng đã 8/10 không là đối thủ rồi. Huống chi sư phụ của 20 năm trước con làm sao chịu được." Lời lịnh bợ này quả nhiên là thu được hiệu quả. Nhất Cốc đại sư thoải mái cười rộ lên, khoát khoát tay: "Đừng có nói, lão phu trò chuyện nhớ lại một thời tuổi trẻ điên cuồng, tùy tiện cảm khái một chút. Chuyện của người ta cũng nghe qua, nếu như mà trẻ lại 20 tuổi, kỳ thực ta cũng chưa hẳn là đối thủ của người. Năm đó chúng cổ độc là do một vị miêu cương vô sư vô cùng lợi hại dùng máu của mình hạ cổ, sau đó hắn bạo nổ tung mà chết. Ta vốn nghĩ mình không tránh khỏi, nhưng không ngờ vẫn có thể áp chế cổ độc. Ta sống đến ngày nay cũng là tốt lắm rồi, thỉnh thoảng tái phát cũng không lo ngại." Diệp Thiếu Dương nghe Nhất Cốc đại sư nói vậy cũng biết cái gọi là mệnh hồn cổ là một loại cổ thuật đáng sợ nhất, là vô sư dùng máu tươi của mình hạ cổ, bản thân vô sư bị phản phệ mà chết. Giải cổ độc cần phải dùng máu của chính vô sư hạ cổ mới có thể khô trừ. Cái này tạo thành một cái vòng bế tắc vô cùng. Vô sư đã chết, máu huyết mất đi, hoạt tính không cách nào sử dụng. Cái này giống như có người trước khi lâm chung dùng vật mật mã viết di thư với ý định là không cho ai đọc. Sau khi chết, cố tình giấu giếm hoặc là tùy tiện viết xuống mật mã của riêng mình. Như vậy kể cả chuyên gia mật mã cũng không cách nào phá giải. Bất quá bất luận sự tình gì cũng không có tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương khổ sở nghĩ, bỗng nhớ đến một người, hai mắt tỏa sáng: "Sư phụ, còn có một người bạn là Vu Linh tín nữ của gia tộc Đại Vu Tiên ở Miêu Cương. 8/10 là người hiểu rõ về Miêu Cương vu thuật, biết đâu nàng có biện pháp." Người hắn nói đến chính là Đàm Tiểu Tuệ. "Vu Linh tín nữ?" Nhất Cốc đại sư trầm ngâm, ánh mắt chớp động: "Nàng có đồng ý giúp không?" "Không thành vấn đề, nàng là bằng hữu tốt nhất của con. Nàng thường ở trong núi, lên lạc hơi khó khăn một chút. Hiện tại con cũng không biết nàng ở đâu,
để con nhắn tin hỏi nàng một chút, nếu như thấy chắc chắn nàng sẽ hồi đáp. Nhất Cốc đại sư chậm rãi gật đầu. Được, có thể hỏi nàng một chút, nếu như có biện pháp tự nhiên là được, không có cũng không thành vấn đề. Dù sao ta cũng đã sớm nên chôn vào hoàng thổ rồi, các người đừng quá bận tâm. Sư phụ đừng nói như vậy, người nhất định là sống lâu trăm tuổi mà. Người tiểu tử, ta nhìn nhầm ngươi. Ta nghĩ ngươi là loại người ngay thẳng, không nghĩ tới cũng biết nịnh hót như vậy. Nhất Cốc đại sư trên mặt nở một nụ cười nói. Diệp Thiếu Dương tìm được số điện thoại của Đàm Tiểu Tuệ, bấm gọi nhưng máy không có tín hiệu, vì vậy liền nhắn tin cho nàng. Buổi trưa, Nhuế Lễ Ngọc làm một bàn đồ ăn, mở một chai vang đỏ, thầy trò ba người cùng nhau dùng cơm. Này, làm sao mà chưa thấy sư huynh của cô đâu? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới điều này. Nhất Cốc đại sư hờ một tiếng. Nhuế Lễ Ngọc nói, hắn đi Hồng Kông lâu rồi, xử lý một sự kiện linh dị, đến bây giờ không có ở đây. Nhất Cốc đại sư gật gật đầu. Thiếu Dương nhớ, hiện tại ta sống thì không nói, tương lai ta chết, hắn tới tìm các người hỗ trợ cũng không được giúp hắn nghe chưa? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lễ Ngọc, biết 8/10 đồ vượng làm cái gì đó khiến cho lão gia tử tức giận, cũng không dám hỏi nhiều. Trong bữa tiệc, Nhất Cốc đại sư hỏi cặn kẽ chuyện Diệp Thiếu Dương trải qua ở La Bố Bạc. Chỉ khi có hai người, Nhuế Lễ Ngọc không ngừng chê hắn, ấy nhưng mà khi có mặt sư phụ, nàng lại tiếp tục khen. Diệp Thiếu Dương nghe vào trong lòng thấy ấm áp rào rạt. Trường Giang, sống xong đẻ xong trước. Thiếu Dương, người giỏi là rất giỏi. Nhất Cốc đại sư lẩm bẩm nói, có thể nghe ra là tán thưởng từ nội tâm. Cơm nước xong, Nhuế Lễ Ngọc đi dọn dẹp. Nhất Cốc đại sư uống hai chén rượu đỏ, sắc mặt hồng nhuận, kéo Diệp Thiếu Dương đi vào trong viện tắm nắng. Nhất Cốc đại sư con mắt lim dim nằm trên ghế dựa, trong tay vuốt vuốt một đôi hạch đào, nửa ngày không nói gì cả, nhìn qua như là đang ngủ. Diệp Thiếu Dương đợi ở một bên, do dự muốn tìm vào nhà Nhuế Lễ Ngọc. Nhất Cốc đại sư đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, Thiếu Dương, ngươi và Lãnh Ngọc ở cùng nhau đã lâu, ngươi biết vì sao ta không để Lãnh Ngọc dẫn ngươi đến gặp mặt không? Dạ, chuyện này khả năng là sư phụ cảm giác thời điểm chưa tới. Nhất Cốc đại sư lắc đầu, là ta không muốn để cho hai người các ngươi trùng một chỗ đâu. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, mơ hồ nghĩ hình như là có chuyện như vậy. Nhuế Lễ Ngọc cũng từng nhắc qua với bản thân, nhưng cũng chưa có nói tỉ mỉ. Cùng Diệp Thiếu Dương kết duyên, cửu tử nhất sinh. Đây là ta năm đó vì Lãnh Ngọc đoán mệnh, lấy được câu phệ mệnh, nhưng lúc đó không giải thích nghĩa của nó là gì. Sau này Lãnh Ngọc gặp người, ta biết người họ Diệp, nên mới biết chính là người. Ta suốt đời không lấy vợ, chỉ có hai đứa học trò. Đổ vượng là cái thứ không có chế tên thổ. Ta thường yêu nhất là Lãnh Ngọc, coi nó như là nữ nhi ruột thịt của ta. Cho nên ta làm sao yên tâm để cho Ngọc Nhi đi cùng với ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải chuyện Nhất Cốc đại sư ngăn cản. Không phải, sư phụ, xin phép cắt ngang lời của người. Lúc ban đầu thì con và Lãnh Ngọc chỉ đơn thuần hợp tác, chỉ có thể coi nhau là bằng hữu bình thường, không biết tại sao người lại liên tưởng đến con. Nhất Cốc đại sư trợn mắt liếc nhìn hắn. Người đó cũng là thô tâm. Lãnh Ngọc trở về nói với ta là nó thích ngươi, vốn chỉ là tâm sự với ta. Bất quá nó cũng ý thức được ngươi chính là ứng với chữ Diệp, là kiếp số trong mệnh. Lãnh Ngọc hỏi ta biện pháp hóa giải kiếp số. Ta sau khi biết được, tự nhiên yêu cầu nó rời xa ngươi. Nhưng mà nó chăn trở suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định đi cùng với ngươi. Chương 1781, con rể tương lai tới cửa, phần 3. Vì sao? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi. Nhất Cốc đại sư hừ một tiếng. Chuyện thanh niên các ngươi nhất kiến tung trung tình, ta không có hiểu, mấu chốt là nó chọn ngươi.
ta thậm chí nhốt nó mấy ngày. Nó khóc lớn một hồi, khóc làm ta mềm lòng, ta là cũng chẳng còn cách nào cả. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không nói. Thì ra Nhuế Lãnh Ngọc lại vì có thể ở bên cạnh mình mà lại từng cãi lại Nhất Cốc Đại Sư. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhất Cốc Đại Sư thở dài: Diệp Thiếu Dương, ngươi là kỳ tài ngút trời, thiếu niên thành danh, thiên cổ hiếm thấy. Hôm nay thiên kiếp phủ xuống, tương lai tất có sứ mệnh. Người cũng biết là kiếp số như thế nào chứ? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lão nói: Kiếp số thuộc về người, người mãi mãi không tránh khỏi. Người cùng Tiểu Ngọc quen biết, âu cũng là duyên phận, là kiếp số. Số trời mịt mờ không thể tránh, nhưng chưa chắc là không có cơ hội. Cửu tử nhất sinh, chứ không phải là thập tử vô sinh. Ta chỉ có thể tính ra phần đầu, chứ không tính ra phần cuối, là muốn dựa vào chính các người tự làm. Nói đến đây, Nhất Cốc Đại Sư đột nhiên kích động, nắm tay của Diệp Thiếu Dương nói: Trông tướng mạo của người thì đào hoa quá nặng, suốt đời hoặc là phong lưu, hoặc là ba vợ bốn hầu. Điều này là người tự cân nhắc, suy xét, ta không ép. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức xua tay ngập ngừng: Sư phụ, người yên tâm, ba vợ bốn nàng hầu cũng tuyệt đối sẽ không có, Lãnh Ngọc cũng sẽ không đồng ý như vậy. Nhất Cốc Đại Sư lắc đầu: Loại việc riêng này ta không quản, ta chỉ nói với người một câu, vô luận thế nào người cũng phải bảo vệ nó thật tốt. Ta già rồi, người già chỉ cần được sống đoàn viên, ta không muốn cái cảnh kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động nhìn Nhất Cốc Đại Sư, dùng sức gật đầu: Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Những lời này tuy được dùng rất quen thuộc, có vẻ rất vớ vẩn, nhưng lúc này từ trong miệng của Diệp Thiếu Dương nói ra cũng đầy chân tình. Đến chiều, Nhất Cốc Đại Sư bảo Nhuế Lãnh Ngọc mang Diệp Thiếu Dương ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương lo lắng lão nhân gia một mình ở nhà, hỏi ra mới biết ở đây còn một người giúp việc. Bởi vì ngày hôm nay mình qua đây cho nên Nhất Cốc Đại Sư sợ nói chuyện không tiện, cho nghỉ. Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện gọi bảo mẫu tới, sau đó mang theo Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. Hai người trò chuyện cái quái gì mà hết cả một buổi chiều vậy? Lúc ngồi trong xe, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Diệp Thiếu Dương cười nói: Sư phụ người nói người sốt ruột đem đuổi cô đi đó, để cho ta nhanh nhặt xính lễ cưới cô, sau đó sớm sinh một đứa bé, lão tử người muốn có tử tôn. Nhuế Lãnh Ngọc đạp phanh xe, kém chút nữa đem xe lao lên hàng rào. Một buổi chiều, hai người đi dạo cổ Lãng Đảo. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên thấy địa phương này, cảm giác giống như đi vào một thế giới khác. Buổi tối, Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện cho bảo mẫu, dặn dò chiếu cố sư phụ thật tốt, sau đó tìm một khách sạn bình dân ở lại. Khách sạn bình dân hoa viên rất đẹp, phong cách trang trí cũng tươi mát. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên ở địa phương này, cảm giác mới mẻ. Tuy hơi thất vọng là Nhuế Lãnh Ngọc lại đặt hai phòng. Ngày thứ hai, hai người lại đi dạo Đại học Hạ Môn. Diệp Thiếu Dương ở Hạ Môn 3 ngày. Trong 3 ngày này hai người cơ bản như hình với bóng. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được niềm vui sướng hạnh phúc của việc yêu đương. Quan trọng nhất là mình trầm tĩnh lại, không cần bắt quỷ hàng yêu gì. Cuộc sống như vậy thực sự khó có. Vì vậy, khi lão Quách gọi điện bảo hắn về, hắn lại căn bản là không có muốn về nữa. Bất quá lão Quách tìm hắn là vì kiếm tiền, nói đơn giản là để giải quyết chuyện ma quái. Một công tử nhà giàu bị quỷ bám theo, tìm vài pháp sư rồi đều vô dụng, cho nên muốn mời Diệp Thiếu Dương đi hỗ trợ đuổi quỷ. Hay, loại chuyện nhỏ như vậy, làm sao mà cứ tìm ta? Diệp Thiếu Dương nghe có điểm không dám tin. Sự tình không lớn, mấu chốt là kiếm tiền. Hơn nữa, pháp sư bình thường không giải quyết được. Dù sao, đơn giản đi một chuyến, có tiền mà để không kiếm mà. Hạ thấp thân phận như thế, không đi đâu. Diệp Thiếu Dương xem ra loại sự tình đơn giản chính là gặp ma chống tà. Kẻ có tiền làm cái gì mình thích, thỉnh cao thủ tốt nhất, đắt tiền nhất, có phong phạm nhất lên sân khấu. Điều này hắn hiểu,
Nếu như ở ngày bình thường thì cũng đi đó, nhưng vấn đề mấu chốt là hiện tại mình đang sung sướng giống như đang được hưởng tuần trăng mật, cũng không có muốn đi đâu cả. Để là Mao Sơn trưởng giáo, danh tiếng lớn, tiền công cũng nhiều à. Lão Quách hướng dẫn từng bước. Huỳnh biết ta là Mao Sơn trưởng giáo, gặp chữa cái chuyện gặp tà trúng ma đó, ta nhất định là vũ nhục đó, không đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tìm cớ tùy tiện mà nói xem người ta trả bao nhiêu. Lão Quách nói 500 ngàn. Để không đi, ta tự đi. 50. Này, Huỳnh xác định là không đọc sai đấy chứ? Nói liền thiên, 50 ngàn đồng thì ta tìm để làm gì? Diệp Thiếu Dương giật mình. Cái đó là 500 ngàn đúng không? Được rồi, ta chấp nhận sự vũ nhục này. Ta sẽ đặt vé máy bay ngay, ta về ngay đó. Diệp Thiếu Dương định mang Nhuế Lanh Ngọc cùng nhau quay về, nhưng Nhuế Lanh Ngọc muốn chăm sóc lão gia tử, tạm thời không đi được. Cô độc ở trên người sư phụ cũng đã được ngăn chặn. Bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, người cứ về trước, đến khi sư phụ đã không có việc gì, ta sẽ đi tìm. Cũng chỉ đành như vậy, Nhuế Lanh Ngọc giúp hắn đặt vé máy bay chuyến ban đêm. Vì vậy hai người đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối về nhà, thầy trò ba người lại có một bữa cơm no đủ. Sau đó Nhuế Lanh Ngọc lái xe đưa hắn ra sân bay. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới một việc liền nói. Đúng rồi, lúc trước ta gọi điện thoại cho cô, lúc đó tâm tình của cô có vẻ không tốt. Ta sợ lão gia tử có tình huống gì không đúng, kết quả lại yên tâm. Nhuế Lanh Ngọc đáp, tâm tình không tốt thì không phải là vì sư phụ mà là vì sư huynh. Sư huynh á? Ở trong bữa ăn đầu tiên, thái độ của lão gia tử đối với Đồ Vượng, Diệp Thiếu Dương cảm giác là có chuyện, vốn định hỏi một chút. Kết quả mấy ngày mải chơi, quên bén, mới vừa rồi Nhuế Lanh Ngọc nhắc mới nhớ đến, khiến cho Diệp Thiếu Dương hứng thú. Ta đã nói với ngươi chưa, là Đồ Vượng có bạn gái đó. Hình như cũng đã nghe qua. Ấy, mà sao người ta có bạn gái thì cô lại không vui? Nhuế Lanh Ngọc lườm hắn. Bạn gái của hắn là một pháp sư Hồng Kông, coi như là môn đăng hộ đối. Bất quá sư phụ biết một số chuyện cũ của người nhà này, không có thích nàng, cảm thấy nàng đang lợi dụng Đồ Vượng. Nhưng Đồ Vượng hết lần này tới lần khác không có tin. Gần đây nhà bạn gái của hắn gặp phải phiền toái gì đó, hắn hấp tấp chạy đi, gần nửa tháng nay không có tin gì, điện thoại cũng không có nghe máy. Thì ra là sự việc này. Thế thì liên quan gì đến cô? Ta tìm đến nhà bạn gái của hắn, nghe nói hai người bọn họ cùng đi Singapore xử lý chuyện ma quái, nhưng đi đã lâu đến nay mất liên hệ. Ta có chút lo lắng, sợ bọn họ gặp chuyện. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đồ Vượng dù nói gì cũng là sư huynh của nàng, cùng nhau lớn lên, lo lắng cho an nguy của hắn cũng là bình thường. Vậy cô định như thế nào? Ta chờ sư phụ hoàn toàn khỏe hẳn, không cần ta theo dõi, thì ta sẽ đi Singapore tìm Đồ Vượng. Chương 1782, mỹ nữ con lai. Được, đến lúc đó ta qua cùng với cô đi. Nhuế Lanh Ngọc lé mắt cười. Ta biết ngươi không hy vọng ta với Đồ Vượng cùng một chỗ đúng không? Đâu có, hắn không phải đi xử lý chuyện ma quái sao? Vạn nhất hắn không làm được, ta là muội phu thì cũng đến cứu viện chứ. Đến sân bay, Nhuế Lanh Ngọc cùng hắn ngồi chờ. Đợi đến lúc qua cửa kiểm soát, Diệp Thiếu Dương mới hỏi, lần này ta về cô có cái gì muốn dặn dò không? Nhuế Lanh Ngọc suy nghĩ một chút, cố gắng kiếm tiền vào, rồi lập tức cười cười. Đừng tưởng rằng ngươi dỗ sư phụ ta hài lòng thì tương lai ta cũng không cần lễ hỏi gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui mừng như điên, liên tục gật đầu. Còn nữa, Nhuế Lanh Ngọc đột nhiên nghiêm túc, với những mỹ nữ bên cạnh ngươi gì gì đó thì chỉ cần không là quan hệ có tính chất thực chất, ta đây là một điểm mấu chốt, người nhớ cho kỹ. Ta nếu như không chết thì người khác tuyệt đối không có cơ hội đâu. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm muốn nói gì, nhưng đúng lúc đến lượt hắn đi vào, Nhuế Lanh Ngọc đẩy hắn một cái, sau đó vẫy vẫy tay. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau 1 tiếng rưỡi trở về Thạch Thành, trên đường về nhà hắn nghĩ ngợi tính toán, mình đã lâu không về, đợt này trở lại phải chịu khó thu thập dọn dẹp một chút, giặt chăn phơi nắng, bình nước lọc cũng để lâu, phải đổi một bình mới. Kết quả về nhà vừa mở cửa nhìn thì há mồm, lão Quách chân trần đang gác trên salon xem tivi, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, nước sốt của đồ ăn, khói bụi của tàn thuốc, bình rượu thành một bãi rác. Diệp Thiếu Dương sững sờ một lát, vừa định mở miệng, đột nhiên trên tivi chuyển ra âm thanh không đúng, cái gì mà ư ư a a kimochi.
Quay đầu nhìn lại màn hình, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Lão Quách nhảy dựng lên mò điều khiển, đem tivi tắt, hướng Diệp Thiếu Dương cười hề hề. Để làm sao về nhanh vậy? Ta cho là phải nửa đêm mới về chứ. Huỳnh ạ, Huỳnh ạ, là Huỳnh. Huỳnh đem nhà của ta biến thành cái gì đây? Còn mẹ nó, lại còn xem phim cấp 3 Nhật Bản ở đây nữa. Ngoảnh nhìn trên mặt đất, tràn đầy một lớp bụi. Diệp Thiếu Dương thực sự là hối hận vì đã đưa chìa khóa cho lão trước khi đi. À, thì buồn chán, giết thời gian. Không phải là đệ bảo ta trông nhà cho đệ sao? Không phải là ta còn chưa kịp dọn sao? Thì ta dọn bây giờ là được rồi. Huỳnh, trông cũng thật là thư thái nhỉ. Diệp Thiếu Dương thực sự là không biết nói gì. Điều khác thì ta nhịn được, nhưng mà Huỳnh xem phim cấp 3 Nhật Bản. Lão Quách có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Không phải là tivi của đệ là đời mới à? Màn hình lớn, âm thanh chân thực. Ở nhà thì chị dâu đệ không cho ta xem ba cái thứ này. Đại ca, ở đây đặt tượng Tam Thanh kia kìa, ta làm phép. Huỳnh tự đi tìm chết thì mặc mẹ Huỳnh, nhưng mà đừng có hại ta. Lão Quách vung tay. Yên tâm, sư huynh ngươi trước giờ làm việc luôn có chừng mực. Ta dùng vải đỏ phủ kín tượng Tam Thanh rồi. Ta không biết nói gì với Huỳnh nữa, ta phải ăn miếng thịt tự an ủi một chút. Diệp Thiếu Dương nói rồi đến bàn uống trà, cầm mấy miếng thịt lợn bỏ vào miệng. Lão Quách muốn ngăn đã không kịp. Diệp Thiếu Dương nhai vài miếng đột nhiên dừng lại, hai con ngươi trợn trừng, tơ máu hiện lên, phun một hơi nhổ thịt ra, miệng thở hổng hộc như chó khát nước. Còn mẹ nó, Huỳnh mua thịt thối à? Không phải, đây là thịt từ ngày hôm qua. À không phải, tối hôm kia, ta quên còn chưa dọn. Đôi mắt của Diệp Thiếu Dương ẩn ẩn nước mắt, thấy trên bàn có một chai bia đã mở, uống một hớp xúc miệng, kết quả vừa vào miệng cũng chua lét. Cái này là từ ngày mốt. Diệp Thiếu Dương cuồn cuộn chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa nửa ngày, đánh răng hai lần. Sau khi đi ra chứng kiến nước sốt đồ ăn trên bàn uống nước, nhất thời lại có chút buồn nôn. Bắt Lão Quách trong vòng 3 giây đồng hồ, lập tức đem những đồ ăn thừa này dọn dẹp sạch sẽ. Lão Quách biết mình đối lý, tự thân đi dọn. Sau khi xong bèn mặc quần áo tử tế, bắt Diệp Thiếu Dương ra ngoài. Không phải là đi làm việc ngay bây giờ chứ? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Làm sao có thể? Đi liên hoan nhậu đã. Mọi người cùng đang chờ đệ ở tử điếm. Quê cổ cổ, cho đệ tẩy trần. Diệp Thiếu Dương không nói. Trong tin nhắn thì người nào cũng đều không nói, không nghĩ tới đều đã chuẩn bị xong. Ngồi trên chiếc xe phổ tang cũ nát, một Lão Quách đi tới một nhà hàng trang hoàng rực rỡ. Vừa xuống xe đã bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Không phải nói Lão Quách là buôn bán trái phép, mà lý do của cảnh sát giao thông đơn giản, lái một chiếc xe gần như sắp hỏng như chiếc xe này thì không thể nào tới đây ăn cơm. Nghe Lão Quách giải thích, viên cảnh sát đem Diệp Thiếu Dương gọi qua một bên, hỏi hắn Lão Quách tên là gì. Diệp Thiếu Dương nhất thời đúng là nghĩ không ra tên của Lão Quách. À, là Quách, Quách cái gì kia mà? À là Quách Tĩnh đó. Viên cảnh sát vừa nghe liền bật cười. Như vậy mà cũng gọi là Quách Tĩnh, thế thì ta là Dương quá à? Lão Quách nghe nói. À được, ta với bố của ngươi là anh em kết nghĩa, ngươi phải gọi ta là Quách Ba Ba. Viên cảnh sát giao thông thu bằng lái của lão để kiểm tra, thật đúng gọi là Quách Tĩnh. Nhất thời có điểm mơ hồ, lại hỏi Diệp Thiếu Dương về tình huống của Lão Quách. Cho đến khi mọi thứ đều khớp, không có biện pháp, đành phải thả người. Làm cảnh sát giao thông đều đuổi đến nhà hàng để kiểm tra xe sao? Trong lúc đi vào nhà hàng, Diệp Thiếu Dương buồn bực. À, chả biết sao, chắc gần đây có kế hoạch kiểm tra giao thông. Có hôm ta còn bị kiểm tra đến 8 lần. Diệp Thiếu Dương nói. Ai bảo Huỳnh lái cái xe cũ nát như thế? Mau đổi xe khác đi. Lão Quách gật gật. Xe này quả thực không thể dùng nữa rồi. Ta về sẽ bán, kiếm mấy ngàn, đổi một con Anto cũ mà đi vậy. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Ở trong phòng, các cô em đều đã ở đây. Ba người Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhị đang đánh bài. Diệp Tiểu Manh ở bên cạnh vây xem, giúp Trương Tiểu Nhị tính kế. Thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, Chu Tĩnh Như là người đầu tiên nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng đứng dậy muốn chào hỏi. Kết quả bị Tạ Vũ Tình vỗ trở lại. Này, cô, muốn thua, mau đánh bài đi. Diệp Thiếu Dương cười nói. Tao cố đánh cái gì đó, kịch liệt như vậy. Trương Tiểu Nhị đáp. Ai thua đêm nay, sẽ theo ngươi đi ngủ đó. Diệp Thiếu Dương cười như mếu. Lão Quách nói. Thua thì đòi Thiếu Dương, thả
thắng thì đêm nay theo ta. Kết quả Trương Tiểu Nhị trực tiếp một cái Lý Tam Cước đá văng ra, lão Quách lộn như lăn quay. Không đánh, ăn ăn. Chủ Tĩnh Như buông bài, tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Thiếu Dương ca, lần này qua bên kia có sao không? Sự tình xong xuôi chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đoàn người an vị, bảo mang thức ăn lên. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng phòng vệ sinh mở, liếc mắt nhìn có một muội tử đi tới. Một mỹ nữ tóc vàng, dáng người cao gầy. Cả trợt lập tức liền mơ hồ. À, xem chút nữa thì quên. Đây là Catherine. Qua đây. Chủ Tĩnh Như tiến lên kéo mỹ nữ đến, long trọng giới thiệu một chút. Đây là người ta thường nói với ngươi, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương là bằng hữu tốt nhất của ta đó. Sau đó quay lại giới thiệu mỹ nữ. Đây là đồng học của ta ở nước ngoài, Catherine, ở tiếng Trung gọi là Diêu Mộng Khiết. Nàng đối với truyền thống của Hoa Hạ cảm thấy hứng thú, cho nên ta mang nàng tới gặp. Ý thứ này, nàng không phải là người Hoa Hạ sao? Xin chào Diệp tiên sinh, ta là người Pháp, nhưng mẫu thân của ta là người Trung Quốc. Từ nhỏ đã dạy ta về truyền thống Trung Quốc, vì vậy ta có hai tên, tên tiếng Pháp và tên tiếng Trung. Chương 1783, Mỹ nữ con lai, phần 2. Diêu Mộng Khiết nói bằng một thứ tiếng Trung nhưng vẫn hơi có điểm cứng ngắc, vươn tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương. Cùng lúc bắt tay với nàng, Diệp Thiếu Dương quan sát, vóc na dáng của nàng rất cao, phải đến 1m75, có thể là di truyền nhiều một chút. Dáng dấp rất giống người Trung Quốc, bất quá nhìn kỹ có đặc thù của người châu Âu, nhất là đôi mắt màu xanh nhạt, tóc màu vàng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Khác với mỹ nữ con lai vùng Đông Âu, tuy Diêu Mộng Khiết cao nhưng lại gầy, da thịt trắng mút, rất giống mỹ nữ trong truyện tranh. Quan trọng là trên người nàng có một loại khí chất khó mà diễn tả bằng lời. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một từ để diễn tả là cao quý. Diệp Thiếu Dương bắt tay với nàng, trong lòng hơi động, sinh ra một cảm giác kỳ quái. Mới vừa cẩn thận cảm nhận xem là gì thì Diêu Mộng Khiết đã buông tay. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương nghi hoặc một chút, hỏi Chu Tĩnh Như. Cô vừa mới nói Diêu mỹ nữ là đồng học, vậy cô chừng nào đi du học ở Pháp vậy? Học kỳ này đã đi rồi. Lúc trước ta ra ngoại quốc, không riêng gì giải quyết công việc mà cũng là du học một thời gian ngắn. Tuy mới quen biết không lâu nhưng quan hệ của ta và Catherine rất tốt. Nàng cũng là mới đến Hoa Quốc. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Là đến du lịch à? Diêu Mộng Khiết nói. Coi như là du lịch, cũng thể nghiệm một chút nền văn hóa của Hoa Hạ. Tuy từ nhỏ tôi đã cảm thấy hứng thú với nền văn hóa này, nhưng đây là lần đầu tiên qua đây. Hy vọng Diệp tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Cứ gọi tôi là Mộng Khiết được rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Người một nhà đừng có khách khí. Cô cũng giống như Tiểu Như, gọi tôi là Thiếu Dương ca đi. Được, Thiếu Dương ca. Tạ Vũ Tình bĩu môi. Gớm, lại nhận thức mỹ nữ là muội tử đó. Lúc này thức ăn được đưa lên, Trương Tiểu Nhị rót rượu cho mọi người, sau đó ăn cơm. Diệp Thiếu Dương vừa ăn vừa đem chuyện mình trải qua ở Hồ La Bố Bạc ở Tây Vực nói lại một lần. Đám muội tử nghe thì sừng sốt. Trương Tiểu Nhị chỉ hối hận mình lúc đó không cường liệt đi theo, để có thể xem Bạch Khởi hình dáng như thế nào, cùng với hình vẽ trên sách lịch sử có giống nhau hay không. Một bữa ăn đến nửa đêm, sau đó trực tiếp xuống lầu hát karaoke. Trương Tiểu Nhị uống hơi nhiều, hơi say, đứng ở bên trên bàn trà mà hát. Một người uống rượu say. Trong bài hát còn có một đoạn phiên bản của Quý Phi say rượu. Hát đến đó nàng liền giả giọng hát lên, làm cho cột người ta dựng cả lông, cả tóc. Diệp Thiếu Dương bị rót cho không ít bia, uống đến nôn mửa, để né các nàng đành phải đi ra ngoài để hít khí. Diệp Thiếu Dương ca, người không hát sao? Phía sau vang lên một âm thanh mềm mại. Diệp Thiếu Dương quay đầu là Diêu Mộng Khiết, bưng trên tay một ly rượu đỏ. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Hát cái mẹ gì, có Tiểu Nhị và Vũ Tình, căn bản là buổi tụ họp sẽ biến thành đại nhạc hội của hai nàng. Nghe đi nghe lại đến đau cả đầu, nhiều lần rồi. Diêu Mộng Khiết cười cười, đem chất lỏng màu đỏ như máu trong ly uống sạch, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta đã xem qua nhiều tư liệu, còn có điện ảnh. Bên trong đó phần lớn đạo sĩ đều lớn tuổi, chòm râu phong sương, dùng từ gì để diễn tả, là tiên phong đạo cốt. Ta cho rằng Diệp tiên sinh cũng như vậy, không nghĩ đến... Không nghĩ tới ta đây rất lợi hại sao?
cái gì lợi hại? Diêu Mộng Khiết nháy con mắt. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến, tuy nàng nói tiếng Trung nhưng chưa chắc đã biết được những tiếng lóng ở trong tiếng Trung. Dù sao ngươi rất khác với đạo sĩ trong tưởng tượng của ta. Ê, thời đại không giống nhau thì đạo sĩ cũng phải thức thời theo chứ. Diệp Thiếu Dương cạn lời nửa ngày mới nói được một câu có thể dùng để ra oai. Diêu Mộng Khiết nói, ta nghe Rus nói rất nhiều về truyền kỳ của ngươi cho nên cảm thấy hứng thú. Có cơ hội ta rất muốn hàn huyên trò chuyện. Rus là ai? Là Chu Tĩnh Như, là tên tiếng Anh của cô. Thôi được rồi, không thành vấn đề. Mấu chốt là cô cũng tin tưởng những điều này sao? Diêu Mộng Khiết mỉm cười. Lúc này đám Chu Tĩnh Như cũng đi tới, nói đã hát chán. Trương Tiểu Nhị và Tạ Vũ Tình đều uống say đến mơ màng. Hai nữ hán tử vừa đi đường khoác vai nhau vừa hát vang. Diệp Thiếu Dương thực sự là không biết nói gì. Lúc từ nhà hàng đi ra, lập tức có hai thanh niên mặc âu phục không biết từ đâu trôi ra, đem Trương Tiểu Nhị dìu vào xe. Chu Tĩnh Như bên này cũng có một nữ tài xế chở trong xe đợi nàng lên. Chỉ có Tạ Vũ Tình tự lái xe về. Lúc này uống nhiều cho nên ngồi trên xe của Chu Tĩnh Như đi về. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới, kỳ thực Tạ Vũ Tình cũng có bối cảnh. Cha nàng coi như là người đứng đầu trong hệ thống cảnh sát của Thạch Thành. Bất quá phương diện này Tạ Vũ Tình lại rất khiêm tốn. Khả năng với công việc của nàng có quan hệ, tận lực muốn cho người khác quên đi sự tồn tại của cha nàng. Trương Tiểu Nhị vẫn còn la hét đòi đi ăn khuya, kết quả trực tiếp bị đem về. Diệp Tiểu Manh cùng đi với nàng. Đoàn người giải tán, ai về nhà nấy. Diêu Mộng Tuyết ngồi cùng xe Chu Tĩnh Như trở về. Lúc trước trên xe còn quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương cũng vẫy vẫy tay từ biệt. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách đứng bên ngoài quán rượu, nhìn theo mấy chiếc xe lái đi, cảm khái nói. Thiếu Dương à, mấy mũi tử này, để tùy tiện chọn mẹ nó một đứa. Nửa đời sau cái gì cũng không cần lo. Đương nhiên là phải trừ em họ của đệ ra. Huynh đi được chưa? Ta là hoa đã có chủ đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta nếu như chết, không thì người khác chung quy cũng không có cơ hội. Vẫn còn văng vẳng ở bên tai, đơn giản như là một loại chấn động. Lão Quách xỉ một tiếng. Đệ là có tặc tâm mà không có tặc đảm. Lúc đệ ăn cơm nhìn huyết mội tử một thời gian, đệ nghĩ rằng ta không biết sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Ta nhìn nàng là bởi vì có cái gì đó không đúng đó. Thôi đi, đừng có mà lấy cớ. Còn cái mẹ gì mà không đúng? Có chẳng là cái bộ ngực của nàng? Diệp Thiếu Dương cau mày. Lúc bắt tay, trong tay của nàng tựa hồ có một loại khí tức rất quái dị, có điểm giống như là thi khí đó. Lão Quách mơ hồ. Đệ đừng có làm ta sợ. Đệ nói nàng không giống người sống. Đương nhiên là người sống. Lão Quách nhìn hắn không phải nói đùa, ngẫm lại. Đã khẳng định không phải là người chết. Vậy có một khả năng, nàng là pháp sư. Hơn nữa không lâu vừa cùng cương thi tiếp xúc cho nên mới lưu lại thi khí. Cũng không chắc là thi khí. Cầm tay nàng một chút thì nàng đã thu tay lại. Diệp Thiếu Dương duỗi người. Thôi kệ mẹ đi, về ngủ. Lão Quách kiên trì lái xe đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lão cũng uống rượu không cho. Cuối cùng biết được lão đỗ xe ở chỗ này bị người khác cào vào thân xe, nhất thời không nói gì cả, kéo lão lên xe về nhà. Lão Quách vừa đun nước pha trà, vừa cùng Diệp Thiếu Dương nói đơn giản về tình huống về xử lý. Cố chủ là một thương nhân ở Thiết Thành, xảy ra chuyện con của hắn đã thỉnh đi vài pháp sư nhưng không giải quyết được. Có pháp sư còn rước họa vào thân, kém chút nữa thì tèo. Vì vậy lúc này mới sai người tìm lão Quách. Nếu như một mình ta đi, tiền công thấp cho nên mới gọi đệ, giá cả ít nhất có thể tăng gấp bội. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, không đúng, huynh không phải nói người ta ra giá 500 sao? Chương 1784, tác pháp. 50 vạn là giá ta mong muốn. Lúc dù sao ta cũng chưa gặp người ta, người ta làm sao có thể mở cho ta cái giá này? Diệp Thiếu Dương im lặng. Được rồi, biết, ngày mai giải quyết, bây giờ đi ngủ. Diệp Thiếu Dương uống chén trà rồi về phòng ngủ. Đối với chuyện ngày mai muốn đi trừ tà, hắn cũng không có ý nghĩ gì. Mặc kệ tà vật bám mình kia là gì, cũng căn bản không để vào mắt. Hắn đơn giản chỉ nghĩ đi một chuyến như trở bàn tay, kiếm được một món tiền lớn. Sáng hôm sau,
Hai người 8 giờ rời khỏi giường. Dưới yêu cầu của lão Quách, Diệp Thiếu Dương mặc đạo bào và giày vải theo bộ dáng của đạo sĩ. Lão Quách xem tóc ngắn của Diệp Thiếu Dương mới chần chừ. Tóc này không cách nào búi được, hay là ta về nhà lấy cho đệ một cái pháp quan, cảm giác thêm oai phong. Thôi thôi thôi, dẹp mẹ đi, cứ như vậy là được rồi. Đệ đã dự đoán trên đường sẽ bị người ta vây nhìn đó. Nếu như không phải vì để lừa gạt thêm một ít tiền, Diệp Thiếu Dương đến cả đạo bào cũng chẳng buồn mặc. Lão Quách nói, vậy xem thì sao, đem đệ trở thành thế ngoại cao nhân còn tốt quá còn gì. Cao cái con mẹ nó. Diệp Thiếu Dương nguyết lão, thật coi đệ là cao nhân thì tốt, chỉ sợ đều coi đệ là thành thần côn đó. Thu thập một chút đồ vật, hai người đi ra ngoài. Lão Quách lái xe mang Diệp Thiếu Dương tiến về phía Thiết Thành. Ở trên đường nói cho Diệp Thiếu Dương biết, lúc đó nói chuyện cần phải cẩn thận. Cố chủ nghe nói là đi lên làm giàu từ xã hội đen, ở Thiết Thành là một phương bá chủ, tốt nhất vẫn là không nên mâu thuẫn. Kiếm tiền, nhớ kỹ là kiếm tiền là mục đích của bọn mình, chuyện khác hết thảy không cần quan. Đến Thiết Thành, lão Quách tùy tiện tìm bãi đỗ xe, đem xe dừng lại, sau đó mang theo Diệp Thiếu Dương gọi xe chạy tới một địa chỉ khác. Diệp Thiếu Dương quan sát là một khu biệt thự rộng lớn, lưng tựa vào núi, trông 10 phần khí khái. Chỗ gác cổng kiểm soát rất nghiêm, người ngoài không cho tiến vào. Lão Quách phải điện thoại để cho chủ nhân liên lạc đến phòng gác cửa, lúc này mới cho đi qua. Tại một biệt thự lộng lẫy, hai người Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cố chủ. Một người béo lùn, đầu trọc, cứ nhìn việc mặt tươi cười nhưng vẫn không che giấu được vẻ hung ác ở trong mắt. Lý lão bản, ây, vị này là sư đệ ta, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Lão Quách chắp tay chào Lý lão bản. Nghe nói quý công tử gần đây chọc phải tao ấy, tao mới mời hắn xuống núi vì quý công tử mà tu duyên cầu phúc à. Lão Lý lão bản mang một nụ cười trên mặt, đối với Diệp Thiếu Dương dò xét liếc nhìn, thấy hắn mặc đạo bào nhưng trên đầu lại để tóc ngắn, bộ dáng dở dở ương ương, nhất thời có chút không hợp mắt. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhìn qua độ chỉ chừng 20, cùng với hình tượng cao nhân đắc đạo mà mình tưởng tượng khác nhau quá nhiều. Ngay sau đó mỉm cười bảo bảo mẫu dâng trà mời hai người an vị. Vị Diệp tiên sinh này còn trẻ như vậy đã làm trưởng giáo, nhất định là có chút thủ đoạn chứ. Lý lão bản chậm rãi nói. Lão Quách nghe xong biết Lý lão bản đối với Diệp Thiếu Dương không có tín nhiệm, lập tức nói, sư đệ này của ta tuy tuổi còn trẻ nhưng mà đạo pháp thông huyền, không phải vậy thì làm sao ta dám đưa hắn đến nhà của Lý lão bản. Lý lão bản gật đầu, trên mặt lại biểu lộ vẻ từ chối cho ý kiến. Ta là người thô kệch, nói chuyện so sánh ngay thẳng, không có vòng vèo. Tục ngữ nói ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Ta vẫn tương đối tin tưởng sư phụ lớn tuổi, không có giấu các người. Các người có mấy người tự xưng là Long Hồ Sơn, Mao Sơn gì đó, hòa thượng cũng có, cũng quả thật là có chút pháp lực, nhưng không cách nào chữa cho nhi tử của ta. Cứ giày vò mãi như thế, nhi tử của ta càng ngày càng hỏng bét. Bây giờ nó không chịu nổi giày vò, lại nói mấy sư phụ kia đều nói đồ vật gì bám ở trên người con trai ta, không thể nào đối phó. Thậm chí có đạo sĩ còn tự mình thụ thương, thiếu chút nữa thì hóa điên. Coi như ta cân nhắc trước cho các người, vẫn là nên về đi, không thể để hai vị một chuyến uổng công. A Viễn. Một thanh niên mặc tây phục từ cửa đi tới. Lý lão bản hướng hai người Diệp Thiếu Dương, cho hai vị sư phụ này cái hồng bao, xem như là tiền đi lại. Thanh niên lập tức đi qua. Lão Quách đứng lên đối với Lý lão bản cười cười. Lý lão bản có tình có nghĩa, liền vì điều này cho nên hôm nay ta không cần tiền, cũng phải vì quý công tử chữa bệnh. Lý lão bản cười cười, không che giấu được khinh miệt. Lúc này thanh niên kia cầm trên tay một cái hồng bao hơi mỏng, đưa tới trước mặt của hai người. Lão Quách nhất thời cũng có chút tức giận, mấu chốt là người ta cũng đã hạ lệnh đuổi khách, thực sự là không tốt mà lưu lại. Đang lúc xấu hổ, Diệp Thiếu Dương chợt mở miệng, nhìn xung quanh. Không biết phòng này của Lý lão bản lớn đến bao nhiêu. Lý lão bản nghe lời này càng khinh miệt cười nói, Diệp tiên sinh chữa bệnh không thành còn muốn xem phong thủy sao? Lão Quách cũng không hiểu, nhìn Diệp Thiếu Dương nháy mắt để cho hắn đừng nói lung tung.
nhường cho chính mình suy tính. Diệp Thiếu Dương không để ý, nói với Lý lão bản: ngôi nhà ba tầng lầu này của ông chỉ ít cũng có 10 gian phòng đúng không? Không sai biệt lắm, là 12 phòng. Sao vậy? 12 gian phòng. Con của ông khẳng định ở một gian phòng nào đó bên trong. Lúc trước ông nói mấy pháp sư có pháp lực kia có thể tự tìm gian phòng của con trai ông không? Lý lão bản ngơ ngẩn: nói đùa, trừ đụng vận khí, cái này làm sao mà tìm được chính xác? Diệp Thiếu Dương cũng cười cười: ta không cần người dẫn đường, có thể tìm đến chỗ con trai của ông. Ông tin không? Lý lão bản sững sờ: Diệp tiên sinh không phải là muốn đụng đại vận sao? Đụng đại vận? Nếu như tìm không ra, ta cho ông 50 vạn. Có thể viết giấy biên nhận trước. Còn nếu như tìm ra, ông để cho ta giúp hắn chữa bệnh. Thế nào? Lý lão bản và thanh niên kia liếc mắt nhìn nhau một chút, đều choáng váng. Tìm được một người ở trong 20 gian phòng, cược 50 vạn. Nếu như chỉ dựa vào vận khí thì không ai dám cược như vậy. Lý lão bản nhìn Diệp Thiếu Dương chần chừ: Diệp tiên sinh dựa vào cái gì mà tìm được gian phòng của con ta? Diệp Thiếu Dương không nói, đứng lên hướng đối diện. Hai bên phòng khách đều có hành lang. Diệp Thiếu Dương làm như không thấy, trực tiếp theo bậc thang xoay tròn lên trên. Bọn Lý lão bản vội đuổi theo. Lên đến lầu 2, có hai người giúp việc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì sững sờ một chút. Lý lão bản hướng các nàng vẫy vẫy tay, bảo các nàng chớ có lên tiếng, sau đó nhìn theo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dừng tại lầu 2 một chút, trực tiếp lên lầu 3, theo một hành lang đi thẳng về đằng trước, không chút do dự đến trước một căn phòng đóng cửa, hướng Lý lão bản cười cười. Lý lão bản cũng cười cười: Diệp tiên sinh chọn căn phòng này. Diệp Thiếu Dương đáp: con của ông không ở bên trong. Lý lão bản nói: Diệp tiên sinh chọn đúng phòng này đúng không? Đáng tiếc là sai, nhi tử của ta không ở bên trong. Lão Quách liền ngơ ngẩn, lúc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương có vẻ chắc chắn, cho là hắn tuyệt không sai, không nghĩ tới là sai mẹ nó rồi. Diệp Thiếu Dương bất vì sở động: ta lừa ông làm gì? Con của ông nhất định ở bên trong, không tin ông mở ra mà xem. Chương 1785, tác pháp phần 2. Lý lão bản biến sắc, vội vàng chắp tay: đắc tội, vừa rồi ta nghĩ có phải là ông đã sớm nói, có người sớm nói cho người vị trí gian phòng. Diệp tiên sinh có lộng huyền hư, muốn lừa người một chút, là nhi tử của ta trong căn phòng này, không biết Diệp tiên sinh làm sao mà thấy. Diệp Thiếu Dương nói: không dám giấu ông, ở trên người con trai ông tà khí dày đặc, ta ở dưới lầu có thể mơ hồ cảm giác được, cũng là dựa vào cái này một đường tìm đến đây, làm sao có thể sai. Tà khí? Lý lão bản cùng tiểu tử kia cả kinh, quay người hai bên nhìn, đồng thời sụt sịt cái mũi ngửi ngửi. Các người đương nhiên là không cảm giác được, tà khí này rất yếu ớt, đến cả sư huynh của ta cũng không cảm giác được, các người lại càng không cần phải nói đến. Diệp Thiếu Dương nói rồi đẩy cửa phòng. Trong phòng chỉ có lóe lên ánh sáng yếu ớt của đèn bàn. Ở giữa phòng đặt một cái giường, trên giường bị chăn phủ kín, phía dưới co ro một người. Gặp Diệp Thiếu Dương muốn đi vào, Lý lão bản lại giữ hắn do dự: nhi tử của ta từ khi xảy ra chuyện, người cũng nửa hôn mê, gọi hắn không nghe. Bất quá chỉ cần có người tới gần, hắn sẽ lớn tiếng gọi, bộ dáng khó chịu, cho nên ta không dám để cho người hầu hạ. Cứ cách 2 canh giờ để cho người ta tới xem nó một chút. Diệp Thiếu Dương đáp: hắn tà khí nhập thể, thể nội khí âm dương mất cân bằng, trên người dương khí tràn đầy, có người khác tới gần bên cạnh tự nhiên là khó chịu rồi. Nói xong trực tiếp đi vào. Quả nhiên cách giường độ 2 mét, người trên giường đột nhiên vùng dậy, hai tay dùng lực xé tóc mình, kêu lên đến tê tâm liệt phế. Không đợi Lý lão bản mở miệng, Diệp Thiếu Dương từ dây lưng lấy ra một tờ linh phù trống không, tiến lên dán trên mặt người kia, sau mới lấy bút chu sa vẽ mấy nét bùa, dán phủ trước, rồi mới vẽ là tối kỵ của đạo sĩ. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nó như là một bữa ăn sáng vậy. Sau khi định hồn phù có hiệu lực, quả nhiên đối phương toàn thân mềm nhũn, đổ xuống giường bất động. Lý lão bản kinh hãi, tiến lên dò xét hơi thở của con. Diệp Thiếu Dương nói: yên tâm, ta dùng định hồn phù tạm thời đem hồn phách của hắn phong ấn, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý lão bản kiểm tra, thấy con mình hô hấp bình thường, nhất thời yên tâm,
Vừa rồi nghĩ đến tất cả mọi thứ, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay, thần sắc mười phần cung kính. Vừa định mở miệng nói gì thì ở ngoài cửa xông tới một phụ nữ độ 40 tuổi, tám phần là bị tiếng la hét dẫn tới. Nhìn cũng biết là một quý phụ nhân được bảo dưỡng rất tốt. Vừa vào cửa liền trách móc: "Ai lại tới giày vò con của ta?" Liếc nhìn cách ăn mặc của Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, hướng Lý Lão Bản rít lên: "Ông lại tìm đạo sĩ thần côn đến phải không? Tôi đã nói rồi, đều là lừa tiền. Ông tìm nhiều đạo sĩ như vậy, có ai có tác dụng gì đâu." Lý Lão Bản vội vàng bồi tội với phu nhân: "Ấy, vị Diệp tiên sinh này không phải là thần côn, là thật sự có thần thông đó. Vừa rồi là bà không thấy ông đó, thủ đoạn thần côn thì còn nhiều nữa đâu. Ông cũng không cần tin cái này. Ta đã mời được về chuyên gia bệnh tâm thần từ Mỹ, buổi chiều sẽ đến. Ông tuyệt đối không nên tiếp tục giày vò con trai của ta." Lý Lão Bản nói hết lời, phu nhân cũng khó chơi, tin tưởng vững chắc Diệp Thiếu Dương là thần côn, lại nói tiếp những lời khó nghe. Diệp Thiếu Dương thực sự nghe không vô, liền nói: "Phu nhân, có muốn ta chứng minh không phải là thần côn không?" Phụ nhân lại liếc nhìn hắn một cái: "Người chứng minh, người chứng minh đi. Lại là những thủ đoạn tác yêu tác quái à?" Diệp Thiếu Dương không đáp, đi đến bên cạnh người bệnh, tay phải đập một cái lên ót của hắn, dùng sức kéo một cái: "Đi ra." Đem hồn phách của hắn từ trong thân thể đẩy ra, đứng ở trước mặt, gặp mấy người đối diện vẻ mặt không hiểu, mới nhớ ra là quỷ hồn không có hiện hình. Từ trong lấy ba lô lấy ra một lọ thất tinh thảo, phun lên người của quỷ hồn. Đấy là... Vợ chồng của Lý Lão Bản nhìn hồn phách của con đứng trước mặt, lại nhìn người nằm ở trên giường, khuôn mặt nhất thời sợ đến tái bạch. Lão Quách ở một bên liền giải thích: "Diệp trưởng giáo là đem hồn phách của con các vị từ trong thân thể kéo ra. Lần này các người tin chưa? Đấy không phải là chân tướng chướng nhãn pháp gì đâu. Pháp sư bình thường tuyệt đối là không có làm được. Dù là có làm được thì không dám mạnh mẽ kéo sinh hồn ra khỏi cơ thể." Hai vợ chồng toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Đằng sau, tên thanh niên kia vẻ mặt cũng mơ hồ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục không để ý đến bọn họ, nhìn quỷ hồn trước mắt nói: "Người nói lại tình huống thế nào?" Quỷ hồn ngạc nhiên đứng yên, một mặt mờ mịt, tựa hồ không nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách lắc đầu: "Là thất hồn lạc phách rồi." Lý Lão Bản nghe xong, trong lòng siết chặt: "Là có ý gì?" "Ý tứ là trên mặt chữ đó, hồn phách không đầy đủ. Thất hồn lạc phách là ý nghĩa như vậy đó." Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù, đem hồn phách thu lại, dùng một đồng tiền ngũ đế làm phép kiểm tra, xong thở dài: "Quả nhiên là thiên hồn bị mất, trách không được không nói chuyện được." Đem hồn phách lấy ra, đưa vào trong thân thể. Hành động này liền mạch như mây bay nước chảy, giống như đang thực hiện ma thuật. Mấy người ở đây đều trợn mắt, há mồm. Lý phu nhân hoàn toàn tin phục, lơm lớp lo sợ: "Sư phụ, có biện pháp nào cứu con ta hay không? Bao nhiêu tiền cũng được." Diệp Thiếu Dương không đáp, hướng người trên giường dò xét. Chỉ thấy người này toàn thân bao vây một tầng băng gạc, bên trong mơ hồ có thi khí thẩm thấu. Nhíu mày, đưa tay muốn tháo băng gạc. Lý phu nhân lập tức nói: "Sư phụ, trên người của con ta rất đáng sợ, ngài phải chuẩn bị tâm lý." "Cái này còn phải chuẩn bị sao? Chính mình hình ảnh khủng bố nào còn chưa thấy qua." Diệp Thiếu Dương cười cười, đem chăn kéo ra, quan sát từ trên xuống dưới. Toàn thân vị Lý thiếu gia này trên dưới quấn đầy băng gạc, giống như là xác ướp. Đại bộ phận băng gạc đều bị thấm ướt dịch thể màu vàng, phát ra một thứ mùi hỗn hợp giữa mùi thối và mùi thuốc. Hỏi ra mới biết, băng gạc này đều là thầy thuốc quấn, bên trong có thuốc hạ sốt, chất kháng sinh. Nói là dùng băng gạc quấn lại thì duy trì được dược tính 3 tiếng thay đổi một lần. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách hỗ trợ đem Lý thiếu gia đỡ dậy, từng tầng xé mở băng gạc. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy thân thể của Lý thiếu gia, không khỏi tê dại cả da đầu. Không phải khủng bố bao nhiêu, mà chính là buồn nôn. Trên làn da của Lý thiếu gia từ cổ trở xuống mọc đầy bọc nước chi chít, nhìn nổi cả da gà da chó. Loại xúc động không nhịn được muốn đem những bọc nước này đâm vỡ. Có một số bọc nước thực sự đã thối rữa, chảy ra nước mủ màu vàng. Lý phu nhân nhìn thấy như vậy khóc òa lên, bịt miệng: "Buổi sáng còn không nhiều như vậy, chỉ mới tới ở ngực,
bây giờ đã đến cậu rồi. Diệp Thiếu Dương chịu đựng mùi thối, lùi lại hai bước. Lão Quách nhíu mày, đây không phải là cổ động. Chương 1786, phía sau ẩn tình, phần 1. Diệp Thiếu Dương đáp, dĩ nhiên không phải là cổ động, đây là tà khí nhập thể. Không biết là bị tà vật gì thi triển thủ đoạn, hiện tại tà khí còn chưa có vào tâm mạch. Còn 3 ngày nữa, chờ khi những bọc nước này lan đến cổ, một khi vây kín thì không cứu được. Lý phu nhân nghe xong vội vàng nói, sư phụ, ngài nói còn có thể cứu sao? Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại một phen, dùng thập bát thần châm có thể bức ra tà khí, tạm thời bảo trụ thân thể. Lời còn chưa dứt, lập tức nghe lão Quách dùng giọng nghiêm túc, tuyệt đối không thể hả tiểu sư đệ, thập bát thần châm cực kỳ hao phí nguyên khí, ngươi phải mất bao lâu mới khôi phục? Đúng vậy, còn có khi là bị giảm thọ đó. Diệp Thiếu Dương trách cứ nhìn lão Quách, lúc đầu ta không muốn động đến, huynh nhất định phải nói với ta, ta tưởng rằng chỉ là tiện tay thôi, ai ngờ còn phải dùng đến thập bát thần châm. Nhưng mà đều đã đến thì đến, làm sao mà tự cự tuyệt được đây. Lão Quách lộ vẻ mặt xấu hổ, nghiến răng một cái chắp tay đối với Lý lão bản, Lý tổng là xin lỗi, Mao Sơn phái của ta có 3 cái không cứu: ác nhân không cứu, giảm âm đức không cứu, giảm dương thọ không cứu. Trong đó sợ nhất là giảm dương thọ ấy, cho nên... Ngay sau đó nháy nháy mắt với Diệp Thiếu Dương, bĩu môi hướng cửa phòng. Diệp Thiếu Dương liền nhấc chân đi. Sự tình phát sinh sau đó quả nhiên theo đúng kịch bản. Vợ chồng Lý lão bản ôm lấy Diệp Thiếu Dương không cho đi, tha thiết khẩn cầu. Lý lão bản còn nói cái gì mà cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Diệp Thiếu Dương im lặng, Lý tổng, ta không phải là hòa thượng, không có xây phủ đồ. Lý lão bản sững sờ một chút, khóc lóc, dù sao sư phụ ngươi xin thương xót, ta biết cao nhân như ngươi là không có ham tiền, ngươi mau cứu nhi tử của ta với. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, thật muốn nói chính hắn không phải cái mẹ gì cao nhân, hắn yêu cũng chỉ là tiền. Bất đắc dĩ nhìn lão Quách một chút, lão Quách cũng rất lợi hại, mở miệng, ai tiểu sư đệ, chúng ta đến thì cứ đến, như vậy mà đi thì cũng vô tình. Đệ không phải là muốn trọng tu Mao Sơn đại điển sao? Chúng ta có thể gặp được Lý tổng cũng là duyên. Để cho Lý tổng kết cái thiện duyên này vậy. Vẫn là trình độ của lão Quách cao, không hổ là cái thằng gian thương. Diệp Thiếu Dương lúc này do dự, nhưng ta còn kém hơn 40 vạn, để Lý tổng một mình làm thì không có tốt. Lý phu nhân nghe vậy lập tức nói, không thành vấn đề, không có vấn đề gì cả, ta trả 50 vạn, Diệp sư phụ nhất định phải cứu con ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, miễn cưỡng đáp ứng. Theo lão Quách nhìn một chút, nhất thời cảm thấy mình giống như thần côn vậy. Lập tức để hai vợ chồng chuẩn bị một chậu nước sôi, dùng một khăn mặt sạch làm về sau, đem tất cả mọi người đuổi ra, chỉ lưu lại lão Quách làm người giúp đỡ. Chia 4 sau chứ. Lão Quách đóng cửa lại, đối với Diệp Thiếu Dương duỗi ra ngón tay thấp giọng, không phải là nói 37 sao? 46, ta nói là 46. Diệp Thiếu Dương ném khăn mặt xuống, muốn lừa ta, không được. Lão Quách nghe xong, không làm liền đi, ta tốt xấu cũng là sư huynh của đệ, đệ không nhường ta một chút, ta đã giả cả rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cũng là quan tâm đến huynh, mới cho huynh 3 phần đó. Dù sao, huynh cũng là người có tiền, dựa vào lão bà của ta vốn cũng không có, huynh không quan tâm ta một chút sao? Hai vợ chồng Lý lão bản ở ngoài cửa lo lắng, chờ đợi, cửa đóng chặt cho nên không nghe được bên trong đang làm gì, còn nghĩ là họ đang bắt đầu làm phép. Nếu như để cho bọn họ biết hai người đem nhi tử gạt sang một bên để cãi nhau tối bụi về việc ăn chia thì đoán chừng là tức đến nổ phổi. Cuối cùng vẫn là lão Quách đành nhượng bộ, chia 37, sau đó mới bắt đầu động thủ. Tuy có một chút dọa nạt, nhưng khi thật sự làm việc thì Diệp Thiếu Dương cũng rất nghiêm túc, cẩn thận hạ châm, dùng pháp lực từng chút bức tà khí trong người của Lý Thiếu Gia. Sau nửa giờ, hoàn thành tác pháp, cửa phòng mở ra, vợ chồng Lý lão bản giống như người nhà đang chờ đợi kết quả cuộc phẫu thuật. Lập tức vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng khăn lau mồ hôi, một bộ dáng mệt mỏi kiệt sức, đem hai vợ chồng mời vào. Mắt hai người trợn tròn, trên người Lý Thiếu Gia từ cổ xuống dưới, cơ hồ toàn thân đều bị máu đen bao phủ, nhìn qua thập phần đáng sợ.
Đây bình thường là tà khí trong cơ thể của hắn quá thịnh, ô nhiễm đường máu, tắm đi sẽ không sao, cái này ta không làm đâu. Lý phu nhân lập tức gọi người giúp việc đến để tẩy rửa thân thể. Quả nhiên sau khi rửa sạch máu đen thì nhìn ra nhi tử sắc mặt so với trước đã hồng hào hơn nhiều, hô hấp cũng đều đặn, nhìn qua giống như là một người bình thường đang ngủ say. Hai người đối với Diệp Thiếu Dương cảm tạ đủ kiểu. Đừng nói cảm tạ vội, hồn phách của con trai các người không được đầy đủ, thiên hồn không biết bị tà vật gì đã bắt đi, hiện tại coi như tỉnh lại cũng là si ngốc. Hai vợ chồng kinh hãi lại mời hắn xuất thủ cứu giúp. Nếu như tà vật có thể từ trong sinh hồn bắt đi một thời sợi thiên hồn, chứng minh là có chút tu vi. Nếu như là pháp sư khác, trong tình huống không biết tà vật ở đâu, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Bất quá đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cái này đều không phải là việc khó. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách hỗ trợ trong phòng bố trí một dẫn hồn vòng, sau đó rút ra một nhúng tóc của Lý Thiếu Gia, dùng linh phù có viết tên và sinh thần bát tự để cho hắn bao vây lại, đốt lên, sau đó bắt đầu tác pháp thu hồn. Qua mối liên hệ của hồn phách, Diệp Thiếu Dương rất nhanh biết rõ thiên hồn của Lý Thiếu Gia thật sự là bị thứ gì buộc túm chặt không buông. Liên tiếp tác pháp 3 lần khiến tà vật này chống đỡ không nổi. Nếu như tà vật cố nắm không thả thì đến bản thân nó cũng bị lôi tới, đành phải buông tay. Diệp Thiếu Dương thở cơ đem thiên hồn của Lý Thiếu Gia thu lại, thở dài một hơi, mở to mắt, đi đến bên cạnh Lý Thiếu Gia vẽ một tấm dưỡng khí phù trợ giúp hồn phách của hắn dung nhập. Dù sao thiên hồn ly thể đã lâu, cùng hồn phách còn lại sẽ không hòa hợp. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương hướng Lý Thiếu Gia nhìn. Trước đó dùng thập bát thần châm thì Diệp Thiếu Dương chú ý trên người hắn có rất nhiều hình xăm, vì phải tập trung tinh lực cho nên không cách nào nhìn rõ. Bây giờ nhìn lại, ngoài các hình xăm trên cánh tay còn một số chỗ kín, có lỗ kim. Diệp Thiếu Dương coi như không hiểu, cũng có thể nghĩ tới tên này nhất định là một con nghiện. Quả nhiên là cái loại công tử bột. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thiếu Gia há mồm phát ra một tiếng rên rỉ, mở to mắt. Mơ hồ nửa ngày, hai mắt tập trung bốn hướng nhìn lại, nhìn thấy cha mẹ mình, lại nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường, nghi ngờ. Cha mẹ, con làm sao vậy? Hai vợ chồng họ Lý vui đến phát khóc, ôm nhi tử khóc òa lên. Lý phu nhân dứt quãng đem chuyện xảy ra nói lại. Lý Thiếu Gia nghe xong thì sợ hãi không thôi, nghi ngờ nhìn qua Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: cảm ơn vị sư phụ, ta thật không biết là phát sinh chuyện gì. Không biết là bình thường thôi, Diệp Thiếu Dương nói. Người nghỉ ngơi một chút, sau đó kể ta xem người đã trải qua cái gì, sao lại bị tà vật quấn. Lý Thiếu Gia nghe hắn nói, mặt nghệt ra suy nghĩ. 6. Hết tập 245. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.